Xin chào các bạn, mình là Choảnh.tv đây. Hôm nay mình review tiếp tập 20 bộ phim Sage yêu dấu nhé. Saguchi tới chỗ huấn luyện thì rất ngạc nhiên do không thấy bất cứ giáo viên nào. Tại sao lại yên ắng như vậy? Đức vua đã gọi họ đi lúc sáng sớm rồi ạ. Các vị giáo viên nói là sẽ chuẩn bị huấn luyện vào buổi chiều. Tôi gọi các vị tới đây vì đã đến lúc đánh giá kết quả huấn luyện của hai vị thái tử phi để tổng hợp và đưa ra quyết định cuối cùng của hoàng gia. Hoàng tử Saguchi tốt về mọi mặt ạ. Động tác cơ bản của hoàng tử Phipat cũng đủ đẹp và đúng chuẩn, nhưng chưa đủ hoàn mỹ. Hoàng tử Phipat thì mềm yếu nhưng lại chân thành phấn đấu, còn Saguchi thì phấn đấu và mạnh mẽ. Dũng mãnh thì có thể luyện, còn chân thành thì phải tự mình có. Ta quan tâm tới sự chân thành vì có chân thành có lòng trung thành nữa. Muốn quyết định điều gì thì ta mong rằng mọi người sẽ dựa vào những đức tính cần có. Tại sao tự dung đức vua lại hù dọa người ta thế này? Đừng để tôi biết ai phản bội tôi. Nalini, hoàng hậu cho gọi cô. Chuyện Mani tới đâu rồi? Vẫn chưa tìm thấy cô ta ạ. Có lẽ cô ta đã trốn rồi. Tôi nuôi nhiều con chim, và có thể có một vài con chim có hai đầu. Và những con chim này có khả năng chết cao hơn những con chim khác. Vì chúng không biết rằng cái đầu nào bị lợi dụng. Cô làm việc cho Saguchi hay cho tôi hả? Tính mạng của thần là của hoàng hậu ạ. Tôi không cần tính mạng của ai hết, tôi cần sự trung thành. Đi giải quyết sai lầm ngu muội của cô đi. Tôi cho cô một cơ hội đó. Tôi nuôi Nalini như con của mình. Hãy cho người theo dõi Nalini và báo cáo lại cho tôi. Hãy cố gắng tìm được bằng chứng rằng Saguchi đứng sau chuyện gì đó. Tôi không thể duy trì liên minh với Kha Chít được nữa. Hoàng tử Phi Saguchi ra lệnh rằng, nói chuyện xong với hoàng hậu thì đến gặp cô ấy ngay. Việc đánh giá sẽ chia thành 3 phần, đó là đức vua, hoàng hậu và thầy cô giáo. Tôi nghĩ tôi thắng trên mọi phương diện rồi. Cuối cùng cậu muốn nói chuyện với bố về chuyện gì? Hãy đưa lá thư này cho bố của tôi. Nua An bước vào phòng nhìn ngắm Kirik đang ngủ. Trong đầu cô hiện lên các câu nói của anh khi hai người bị mắc kẹt trong rừng. Hứa với tôi nhé. Rằng cô phải sống, ở bất cứ đâu cũng được. Anh thấy sao rồi? Tại sao ớ, mà tôi phải nấu súp cho cô ăn sao? Thì do đẹp thôi, đói thì ngồi dáng đẹp đợi, rồi sẽ có người nấu cho ăn. Ngon không? Cũng ăn được, có vẻ xem thường nhỉ. Muốn cho ngày hôm nay dài 100 năm luôn. Tôi cũng muốn ngày hôm nay dài 100 năm. Ôi bà con ơi, anh chị ý rắc thính rắc kiểu này, súp có giờ thì ăn cũng ngon không tưởng. Tại sao cô lại ăn uống luộm thuộm như thế? Uống sữa không? Vâng. Xin phép. Rất đắng, còn hôi nữa. Chén cuối cùng rồi ạ. Buổi chiều và trước khi đi ngủ sẽ đổi loại thuốc khác ạ. Trưa nay học môn gì? Tôi sẽ không chấp nhận chịu đau đớn đến mức đó để rồi bị mất quyền lợi đâu. Tôi sẽ chiến đấu. Chị Nu An từng nói, hãy chiến đấu hết sức mình. Hoàng tử Phi đến chờ để huấn luyện sao? Không cần thiết đâu vì cần chờ Pat bình phục rồi cung tập luyện. Ngài Monja nói rằng, cơ thể Pat chưa độc rắn nhảy múa sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Xin chào cô giáo. Tôi sẽ nhanh chóng theo kịp tiến độ. Nếu cô muốn quay lại thi đấu thì phải vượt qua thử thách từ phía đối thủ. Cô phải làm theo lời tôi. Nói đi. Tôi sẽ cô đấu tiếp nếu cô múa 3 bài. Nhưng cô phải biết rằng nếu độc phát tác thì cô có thể sẽ chết đấy. Dù sống hay chết thì tôi cũng sẽ tuyệt đối không để mấy cơ hội của đợt huấn luyện hoàng tử phi tương lai đâu. Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cô. Bố nghĩ chúng ta không cần giữ gìn gì nữa. Điều quan trọng là chúng ta phải có bằng chứng. Quốc huy có thể không còn là hy vọng của chúng ta bây giờ nữa. Chúng ta phải đề phòng Kha Chít nghĩ ra kế hoạch gì đó. Được rồi, bắt đầu đi. Hoàng tử, nhanh đi theo tôi đi. Hoàng tử Phi Pat đang tập vũ điệu. Pat đừng mà. Đừng đến gần đây. Em muốn anh nhìn thấy được rằng em sẵn sàng làm vì anh, vì tình yêu của chúng ta. Không Pat, đừng mà. Trai thát, anh không nghe thấy hoàng hậu của anh đang nói sao? Thấy Pat rất quyết tâm vì hạnh phúc của hai người nên trai thát không còn cách nào khác. Đi tìm bác sĩ chờ sẵn ở phòng và đi tìm mẹ của tôi tới nữa. Nhìn người yêu đang bị vết thương hành hạ khiến trái tim trai thát như bị bóp nghẹt. Pat vừa múa xong điệu thứ 3 thì lúc này người đã hết sức và ngã nhào xuống. Trai thái nhanh nhẹn ôm người yêu đi gặp bác sĩ. Điệu nhảy thứ 3 không hoàn thành. Hoàng tử Phi Pat không vượt qua được thử thách khiêu chiến. Loài hoa đỏ này giống như chỉ ở đây mới có thôi. Đây là nơi làm căn cứ. Tôi thật sự xin lỗi khi làm cho cô phải gặp bao nhiêu chuyện rắc rối như vậy. Chắc đó sẽ là khoảng thời gian mà tôi sẽ không bao giờ quên. Nu An và Kirik đang nói chuyện thì nghe tin Pat khiến Nu An hoảng loạn. Bình tĩnh lại đi Nu An. Hoàng tử trai thát vì cô đã nói với cô ấy rằng phải chiến đấu hết mình. Tối nay tôi sẽ đưa cô đi gặp Pat. Khi Kirik quay người đi, Nu An đã thấy đau nhói khi nhìn thấy vết thương của anh lại chảy máu. Pat, anh ở đây, đừng sợ. Bác sĩ đang giúp em đó. Có lẽ tạm thời giảm đau được rồi. Mau tìm cách cứu Pat. Nếu như Pat có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không lấy vợ đâu. Nhanh đi. Mau tìm Ila tới đây. Bác sĩ chế thuốc, hãy đi tìm cách chế thuốc giải loại độc này cho bằng được. Thuốc giải độc, công thức này không có ai biết đâu. Sự cố gắng của hoàng tử Phi Pat là sự cố gắng đầy quyết tâm và tốt đẹp. Tôi thấy hổ thẹn với những gì tôi đã làm. Tôi cũng vậy.
Nếu bắt ảnh hưởng tới tính mạng thì Saguchi sẽ dồn ép chúng tôi đến nhường nào? Đâu? Đánh răng dối trá, đánh lại xem nào. Thành phần đánh răng dối trá. Đánh hẳn rồi. Chẳng có tí mọt xà bông nào cả. Thế anh hai thích út tặng cái gì? Tao biết. Tặng gì? Tao không biết. Thế Dindo thích út tặng cái gì? Tặng gì? Tặng gì? Út hết bọt rồi. Con lấy thêm xà bông đi. Tặng gì? Chẳng nghe thấy gì cả. Không tặng gì á? Thế con có được thưởng cho anh hai không? Có được cô giáo tặng quà như anh hai không? Có được học giỏi như anh hai không? Thế con có chịu khó đi học như anh hai không? Không á? Không mà cũng được nhận quà á? Có? Thật không? Thật không? Thật không? Thế hôm nay con được nhiều bé ngoan không? Được. Đồng ý. Vậy sổ bé ngoan của con đâu? Út đếm nếu mà được 10 mặt cười thì mua quà nhé. Một mặt cười hay bé ngoan đều được nhé. Con được bao nhiêu cái rồi? Nay sổ đến ăn rồi đấy. Ăn sổ đếm.